Tôi là phế binh Trần Tụ Nghiệp, số quân 52-49-0039, thuộc đại đội biệt lập 405 địa phương quân của tiểu khu Ba Xuyên. Tôi bị thương năm mùa hè đỏ lửa năm 1972, là khi đó thì ở Bình Long An Lộc đánh, thì ở tiểu khu An Xuyên mới thiếu quân, mới mượn cái đại đội biệt lập tôi xuống Cà Mau và đưa tôi vô căn cứ nổi Năm Căn. Mà khi đi xuống dưới đó thì tôi bị thương ở dưới, là năm 72 là năm mùa đỏ lửa. Nói ra thì người ta nói là tại sao địa phương quân mà bị thương năm 1972 trong mùa đỏ lửa đó, đó là không phải, là tại vì sư đoàn 21 rút để tiếp viện cho Bình Long An Lộc, cho nên đại đội tôi không có, nghĩa là ở tiểu khu Ba Xuyên rỗi rảnh nên ở tiểu khu An Xuyên mượn để về dưới để mà trấn thủ cái căn cứ nổi của Năm Căn. Hôm nay á, thì tôi đã nhận được quà của các cha gửi cho 3 triệu, thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cha và các thiện nguyện viên và các bà con anh chị ở các nơi để gửi tiền về ủng hộ cho cái chương trình này. Thì tôi xin hát tặng 2 bài hát cho quý ông quý bà và quý anh quý chị. Cái bài trước nhất là tôi xin hát cái bản Viên Đạn Đồng Đen, tức Linh Hồn Báo Mộng. Đêm qua con về về thăm mẹ sau nhiều năm chinh chiến, viên đạn đồng đen xuyên qua màng ốc giết con mẹ chết rồi. Mẹ ơi con, mẹ chết rồi không về được nữa mẹ ơi, mà con chỉ về bằng tấm vé bài, chỉ về bằng lá quốc kỳ tổ quốc ghi ơn. Đêm qua trong rừng tầng xác con nằm quanh hiu trong mưa nắng, quấn mạnh bóng tô mặc cho trời mưa gió, họ mang xác con về. Hai ba hôm rồi con nằm trên chiếc băng ca, chẳng có một người thân, họ mang con dao hòm kinh lên lá quốc kỳ. Mẹ ơi con, mẹ chết rồi không về được nữa mẹ ơi, đến ngày dỗ con mẹ nhìn lên con mẹ mỉm cười. Đêm qua con về về thăm mẹ sau nhiều năm chinh chiến, viên đạn đồng đen xuyên qua màng ốc giết con mẹ chết rồi.
Mẹ ơi con mẹ chết rồi, không về được nữa mẹ ơi. Mà con chỉ về bằng tấm té bài, chẳng về bằng lá quốc kỳ. Tổ quốc ghi ơn. Đêm qua trong rừng, thân xác con nằm quằn hiu trong mưa nắng. Quấn mạnh bóng trô, mặc cho trời mưa gió, họ mang xác con về. Mẹ ơi con mẹ chết rồi, không về được nữa mẹ ơi. Đến ngày dỗ con, mẹ nhìn lên đi anh, thấy con mẹ mỉm cười. Đêm qua con về, về thăm mẹ sau nhiều năm đâu biết. Sáng mẹ thân yêu, mẹ lo con từng manh áo, mẹ giá con từng chiếc quần. Mẹ ơi con mẹ chết rồi, không về được nữa mẹ ơi. Đến ngày vô con, mẹ nhìn lên gì anh, thấy con mẹ mỉm cười. Đến ngày vô con, mẹ nhìn lên gì anh, nước mắt mẹ tuôn trào. Là những sản phẩm chiến tranh mà tự tay tôi làm. Đây là cái chiếc, tại vì nó có cái dây điện nè. Cái chiếc này là cái chiếc C-123. Tôi làm bằng hai cái chai thuốc tẩy. Vẫn trong trống vẫn quay nha. Còn đây là nếu mà các bạn đã từng đi lính thì biết chiếc máy bay bà già L-19 đó, cái chiếc L-19. Còn đây là cái chiếc Sirius. Đây là cái chiếc Sirius có ngồi đàng hoàng nha, có anten dù đàng hoàng nha. Đây là chiếc Sirius có lính ngồi gác nha, có anten dù nha, có anten 7 đoạn nha, kéo lên được nha. Đó là các bạn thấy một cái chiếc Sirius rồi. Đó. Còn đây là chiếc máy bay người ta gọi là con cá lẹp đó. Cái con cá lẹp thì cũng ở nhà mình, ở không mình làm đồ chơi đồ thôi cho nó có chơi. Còn ở bên đó thì một chiếc, đây là bên này, đây bên này đặc biệt là chiếc UH-1B, nghĩa là mình đi mua ve chai đó rồi nó gãy trong trống đó, là súng không có vậy đó, rồi về mình gắn vô trong trống vẫn quay được nha. Đó là các bạn thấy cái chiếc này là các bạn biết rồi đó, UH-1A. Còn cái chiếc này các bạn còn đọc nữa, chiếc này là chiếc Sinus để đổ quân. Ở sau nó có cái nắp nha, đây đổ quân ra mở nắp ra, thấy chưa. Đó là dụng cụ chiến tranh mà mình ở không mình làm. Còn đây là chiếc, cũng chiếc cá lẹp thật sự đó, đây là chiếc cá lẹp. Còn ở đây là chiếc xuồng ba lá có tên số quân của Trần Tu Nghiệp. Bên đây nó có bốn câu thơ, bên đây nó có bốn câu thơ rất là hay nha. Em về Long Phú chuyến đò đưa, ngây ngất hồn say gió chuyển mùa. Rượu đế bãi sào ta đã uống, tàn khuya khơi động chuyện công hầu. Rượu đế bãi sào là ở dưới là nó thuộc về Ba Xuyên, bây giờ nó là cái huyện Mỹ Xuyên. Hồi đó là nó có một cái hạng rượu.
Bây giờ thì tôi xin trình bày thêm tiếp một bản nhạc Tình Người Đầu Non để tặng cho quý cô bác anh chị. Đời anh như tàu xa bến vắng, lên đơn qua khắp nẻo đường dọc ngang. Nay anh chẳng tiền đồn bên hết, ngày mai anh băng rừng qua Lào. Nghìn đêm trong chiến áo, anh đối diện cùng Hòa Châu. Làm sao anh dìu em đi phố, đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu. Năm xưa gió lạnh đầy vai áo, mà anh đâu thấy lành đi vào hồn. Vì trên con phố nhỏ, anh vẫn còn vui với em. Đã qua xa rồi, em đâu thể chờ người tình ta vàng thôi. Vì tình yêu như cánh chuông chuông, khi vui nó đầu, khi buồn thì nó bay. Lòng anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Vai mang súng trần đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợt chờ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Đây là bản nhạc Tình Người Đầu Non của tác giả Hàng Châu. Làm sao anh dìu em đi phố, đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu. Năm xưa gió lạnh đầy vai áo, mà anh đâu thấy lành đi vào hồn. Vì trên con phố nhỏ, anh vẫn còn vui với em. Hôm nay đã qua xa rồi, em đâu thể chờ người tình ta vàng thuở. Vì tình yêu như cánh chuông chuông, khi vui nó đầu, khi buồn thì nó bay. Lòng anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh. Vai mang súng trần đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Vai mang súng trần đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em. Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ.